Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, nỗi đau buồn về sự kiện vua Thành Thái bị đi đầy chưa nguôi, thì Nguyễn Sinh Huy lại bị buộc thôi chức thừa biện bộ lễ, bổ nhiệm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Sa cha, hai anh em Thành và Đạt sống nương tựa vào nhau tại Kinh Đô Huế, tại trường quốc học huế tất thành gặp lại những người bạn cũ đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ mình năm xưa cùng với bạn của mình trong một lần nhân dân ta nổ ra biểu tình thành đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống sau cuộc nổi dậy đó tất thành bị cảnh sát săn đuổi anh đã có thể trở lại trường học nhưng không để lại cái danh người học trò xuất sắc anh đã ra đi ra đi theo tiếng gọi của con tim ra đi để viết nên những trang sử mới Xin mời quý thính giả cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo trong phần 12 của cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của Kim Yến. Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm viếng lăng tầm của các vua nhà Nguyễn thăm ngàn thông đối ngự thăm các chùa diệu đế thúy vân báo quốc trúc lâm tây thiên thiên mụ hôm đến chùa thiên mụ ngồi bên tháp phước duyên soi bóng xuống dòng sông hương võ liêm sơn thắc mắc chẳng biết có phật có thần không mà ông cha mình dựng lên những chùa chiền những đền đài cho tốn của tốn công hề cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu thành ngồi im lặng mắt luôn luôn hướng về ngọn tháp Phước duyên cổ kính, vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật, mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội nguồn tan buổi viếng chùa thiên mụ thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương khói hương tỏa dài qua đầu cha thành đi rón rén tới bên cha anh ngồi xuống mé giường giọng sừng sốt cha ơi chẳng hay có chuyện chi hệ trọng ông huy nâng bàn tay lên khoác con lui ra biết ý cha thành đứng lên đi xuống bếp tìm anh đạt không thấy anh thành đi ra sau vườn nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc truyện. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về thành cổ. Bỗng có tiếng trống ngũ liên nổi lên, tiếng cảnh tây cũng lu loe từ các trại lính khố xanh khố đỏ. Thành chạy theo anh Đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sát gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo ăn bữa tối. Thành xà vào bên cha, hai tay anh ôm lấy đầu gối cha. Cha ơi cha, hoàng triều có biến, cha có nghe thấy không cha? Quan thừa biện Huy giọng buồn buồn, gọi anh con lên đây. Hai anh em thành ngồi cạnh cha, quan thừa biện Huy nói vẻ đau xót. Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ, Đức vua đã bị hạ gục. Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút Fendi người Pháp, họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước Nam mình mất phải không cha? Đạt hỏi. Họ bỏ những ông vua cứng đầu dám chống lại họ chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước Nam mình con ạ. À? Thành ngẩng đầu nhìn cha nói. Sao vậy? Đức vua Thành Thái của chúng ta đâu phải? lâu nay cha thầm nghĩ Thành Thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị. Cha đã lầm nghĩ các con ạ. À? Giọng ông càng trở nên bùi ngùi. Đức vua hàng ngày giả vờ lơ đễnh với mọi việc trước đất trời này. Ngài giấu kín trí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách Pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc bỏ đụm tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của đức vua. Người Pháp chốt phế đức vua về cái tội ấy thưa cha, thành hỏi. Bọn Trương Như Cương đã tố cáo với lão Khâm sứ là Đức Thành Thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức Duy Tân hội và đang tìm cách trốn sang Nhật. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Huy như là ba pho tượng im lìm giữa đêm hè kinh thành Huế. Sáng ngày 21 tháng 6 năm Đinh Mùi, 30 tháng 7 1907, dòng sông Hương như một khúc ruột quặn đau. Mây của cơn sông từ đêm hôm trước đang tụ động từng khối đen đè nặng bầu trời kinh đô Huế. Chim không bay về. Hoa vườn thượng uyển ủ rũ. Người dân kinh đô nặng chịu căm hờn, ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua. Mỗi nhà, một nhang án hương nghi ngút đặt trước sân đầu ngõ và mọi người quần áo chỉnh tề tiễn biệt đức vua thành thái. Lệnh của tòa khâm, lính cấm trại Quan viên chức túc trực tại triều, quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy mặc triều phục vào bộ lễ từ sáng tinh mơ. Trước lúc vào triều, ông đốt một nén hương vòng, đặt lên án thư giữa sân vái năm vái. Thành cùng với anh đạt nhập vào đám đông dân chúng từ cửa Đông Ba qua các ngả đường quanh Hoàng Thành, dân lập bàn thờ hai dãy san sát. Từ bên hữu ngạn sông Hương tên khâm sứ Lê Vẹc ngồi trong chiếc xe hơi hình thù như con bọ hung qua cầu Thành Thái. Trên lầu ngũ phụng, tiếng vọi đồng cất lên. Thần dân giữ trong nghiêm lệnh. Giờ đức vua lên đường biệt sứ bắt đầu. Mọi người đứng tại chỗ cúi đầu xuống. Nguyễn Tất Thành đứng nghiêm trang nhìn lên phía ngọ môn. Lòng anh đau thắt. Bên tay anh, những tiếng khóc nức nở. Nhiều cụ già quỳ thụp xuống hai bên đường. Anh nhìn thấp thoáng đức vua, đi chân giày hở gót mặc thường phục. Theo sau đức vua là các quan cùng chiều. Tên khâm sứ Lê Vẹc Cơ bước tới. Đức vua dừng chân. Tên sĩ quan cận vệ của hắn tiến đến bên vua. Hắn nói và hai tay làm điệu bộ. Vì xa tất thành không nghe thấy tiếng tên khâm sứ nói những gì một tên sĩ quan cận vệ, hai tay nâng ra trước mặt thành thái, trang giấy khổ rộng vào bút nghiên. Đức vua cầm ném xuống đất, chửi vào mặt tên Leverker rồi xài bước qua mặt nó đi lên phía trước. Dân chúng chắp tay vái theo vua thành thái. Cơn mưa chiều ập xuống kinh thành, gió 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 nổi từng cơn, từng cơn gió xe mưa trong trời xa mù mịt. Ba cha con quan thử biện, ngồi trong nhà nhìn mưa, Thành hỏi cha. Chúng con đứng đằng xa, chẳng rõ lão khâm sứ nói những gì mà đức vua đã không nén nổi giận. Họ đã làm theo lệnh ông toàn quyền bô, mua chuộc và cưỡng ép đức vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm mưu chống lại nước đại pháp. Nếu đức vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại nguyên vị, nếu không thì bị đi đầy biệt xứ qua bể châu Phi. Hừ, người Pháp, người Pháp, đạt kéo dài giọng giờ cái trò bần tiện quá thành thái hỏi cha đức vua thành thái đã cự tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy mà lúc lên đường đi đầy biệt xứ lão khâm sứ vẫn còn đón đường ép đức vua thì thật là dơ phải không cha cái kế ấy thâm độc lắm chứ con họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi mà là đi đầy đó là lúc dễ mềm yếu nhất dễ bỏ nhân cách cao thượng tiết tháo để chọn lấy sự sống an nhàn chịu tiếng hèn hạ Do đó viên khâm sứ đã viết sẵn lời tuyên cáo đưa cho đức vua ký. Đức vua đã nổi giận. Đức vua ném giấy bút xuống đất. Mắt đức vua long lanh. Ngài nói với thần dân. Muôn dân nô lệ từng đàn. Vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Hỡi ôi nước mất tan nhà. Cứu thù quốc sĩ ấy là nợ chung. Cơn mưa chiều kéo dài. Tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của đất trời. Nỗi đau về sự kiện vừa bị đi đầy chưa ngôi trong lòng thì Nguyễn Sinh Huy bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ bổ nhiệm tri huyện Bình Khê tỉnh Bình Định. Một số quan cận thần dưới triều vua Thành Thái cũng bị hạ, một số khác đã xin tử quan. Nhân lúc đang nghỉ hè, Nguyễn Tất Thành xin phép cha được về phúng viếng thầy quý và thăm chị Thanh nhưng mà ông phó bảng cho nguyễn tất đạt con trai trưởng về quê làm phần việc hiếu nghĩa ấy đạt lên đường về nghệ an được mấy hôm thì ông phó bảng phải vào chiều nhận lệnh đi bình khê trở về đến nhà ông gọi ngay con thành đang làm gì đó con thành đứng lên cha đã về ạ à? con mới mượn được bộ sách những kẻ khốn nạn con đã đọc hay tuyệt cha ạ quan phó bảng huy cởi khăn áo treo lên móc giọng ông chua chát những người khốn nạn khốn nạn con đọc được sách tây con có thật tin là ở bên pháp còn nhiều người khốn nạn thật không qua những trang sách con thấy ở bên tây có vô số những người khốn nạn trả vẫn cái bất công kẻ ăn không hết người lần không ra con người bị đầy đọa kinh khủng vậy mà họ lại bảo nước pháp có sứ mệnh sang đây khai hóa cho người nước nam con dọn cơm thưa cha cha chưa muốn ăn con đói thì ăn trước đi con cũng chưa đói cha sớm mai cha cũng đi bình khê rồi con ạ à. thành nhìn cha vẻ bối rối mai sớm mai cha đi ạ à? cha không thể trì hoãn thêm nữa đi cho xong chuyện hai cha con im lặng hồi lâu tất đạt đặt giỏ nước lên phàn và rót mời cha quan phó bàn nâng chén nước một làn hơi mỏng tỏa trước mặt ông nói nhỏ mai con thức dậy sớm ra chợ mua sắm một vài thứ làm bơm cơm đạm bạc, thắp hương tưởng nhớ mẹ con. Khoảng trưa trưa cha đi, cha sang đò thăm một người bạn, hôm sau cha đi thẳng. Cha đi một mình răng được cha. Cha đã dặn dò các con về việc học, việc nhà từ bữa trước. Một mình cha vô bình khê xem sao. Tiếng ông nói hạ thấp dần. Dân, làm người dân là nguyện ước của cha, quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy mặc áo đội khăn xong với lấy cái ô treo ở dài nhà. Ta đi con. Nguyễn Tất Thành nâng cái khăn gói bằng vải tây điều khoác vào vai. Anh nhìn cha với đôi mắt băn khoăn. Phó bảng quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa. Căn nhà kín mít im lìm đàn chim bồ câu rời khỏi góc dân chạy lúp xúp, bay là là theo biện diện bên chân cha con ông phó bàng. Ông dừng lại. Chim đòi ăn đấy con, con vô lấy thóc cho chim ăn đi. Thành dê những nắm thóc xuống sân, đàn chim xuống xíp dưới bàn tay anh. Quan phó bảng đi trước, Thành mang khăn gói của cha đi sau. Hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông Hương. Gần tới bến đò, Thành sải bước, đi gần bên cha. Con sang đỏ với cha, cha nhé. Quan phó bảng nhìn con. Một mình cha đi thôi. Hai cha con quan phó bảng dạo bước dọc ven sông. Thành nói. Như con đã thưa với cha hôm nọ. Học hết điên khóa này, con sẽ đi vô vào miền trong. Con băn khoăn lúc ấy, con muốn tìm gặp cha thì... Quan phó bảng trao mày. Chân ông bước hơi ngập ngừng, cái ô trên đầu ông trao đảo mạnh ông nói giọng cứng rắn cha đã kính thư vào ông hồ tá ba tổng lý công ty liên thành nếu lập được trường học dục thanh tại phan thiết có thể cha tới dạy chữ nho con nhận một chân dạy chữ mới nhược bằng cha không đến đó con càng phải cứng rắn tìm cho mình một hướng dung thân nuôi trí lớn quan phó bảng nét mặt tươi sáng nhìn xuống sông con đò đang từ từ cặp bến Ông đặt bàn tay lên vai con Anh đặt của con ở ngoài quê vào Con nói lại với anh con những điều cha dặn Với con cha mong đợi rất nhiều Cha đi nhá. Thành đưa hai tay nâng khăn gói trao cho ông Ông Huy dơ cao cái ô Chân ông bước siêu siêu Bóng đổ về phía sau và ngắn dần Ông đi giữa đám hành khách chen chúc xuống đò Thỉnh thoảng ông ngoái đầu lại nhìn con thành xòe bàn tay che nắng nhìn theo cha con đò rời bến mũi con đò như lưỡi gươm trẻ ngang dòng sông loang loáng xanh nguyễn tất đạt từ nghệ an trở vào huế đạt bàng hoàng trước cảnh nhà cha đã đi khỏi kinh đô huế em trai nguyễn tất thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi nằm mê man thành khỏi bệnh hai anh em trả nhà cho chủ đến ở trọ tại quán ao hồ đường mạc định chi bây giờ trường quốc học có mặt học sinh 12 tỉnh của xứ Trung Kỳ. Những học trò nghệ tĩnh Quảng Nam là đông nhất. Thầy Lê Văn Miến ghé thăm nơi chỗ ở của học trò nghệ, đồng hương với thầy. Thầy Miến băn khoăn nói với anh em Thành. Trước ngày quan phó bàn đi Bình Khê nhận chức tri huyện, thầy có bàn việc đón hai trò đến nhà thầy ở. Nhà thầy rộng, có nơi ngồi học riêng biệt. Thầy không sống bằng cao lương mỹ vị nhưng nhìn bữa ăn của hai trò thầy không cầm nổi lòng đâu. Hai trò về nhà thầy ở. Nhà thầy có một khu vườn xanh, cả ngày không lúc nào vắng tiếng chim. Thầy biết trò thành yêu cảnh trí và thích hội họa. Thầy sẽ dạy cho trò thêm môn vẽ. Thưa thầy, thành lễ phép nói, con và anh con rất biết tấm lòng vàng của thầy. Và chúng con khi được ở bên thầy, việc học của chúng con càng tấn tới. Nhưng mà thưa thầy, chúng con cũng muốn sống tự lập, để khi gặp phải cảnh ngộ nào chúng con vẫn giữ được nếp nhà. Thầy Lê Văn Miến cầm lấy bàn tay thon thon của Tất Thành, giọng ông nói ấm áp. Tục ngữ có câu: đã khôn tự chứng khôn ra, đã dạy đến già vẫn dạy. Tiền đồ của dân tộc phải trông đợi ở lớp người trẻ, lớp người như thầy thật vô dụng. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Thưa thầy, không có lớp các thầy, những người như thầy thì đâu có lớp chúng con hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách cụ lừa. Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên bảng đen. Sự học lịch sử của cách mạng Pháp 1789, ông giáo người Pháp Griffon bước vào, cả lớp đứng dậy đều răm rắp. Ông bước lên bục giảng, đưa mắt điểm danh từng dãy bàn. Ông nói giọng thổ, các trò ngồi xuống, hôm nay chúng ta học phần nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng 1789. Càng nghe thầy giảng, dòng suy nghĩ của anh càng dài. Những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh đã gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách cụ lừa. Thành chợt tỉnh, trước mặt vẫn là ông giáo người Tây Griffon đang thao thao bất tuyệt. Tan buổi học, cả lớp ùa ra sân, Thành nhìn quanh các phía không thấy anh đạt, Thành bước dọc theo lối cỏ miệng gương mặt anh trầm tư. Võ Liêm Sơn, Lê Đình Thám, Võ Chuẩn, Lê Thanh Cảnh ở phía sau chạy ùa lên cùng đi ngang hàng với Thành cười đùa tiếu tít. Bất chợt Sơn hỏi Thành. Thầy Gori Phong đưa cậu ấm thơ. Cậu ấm ứng lên tận mây xanh. Thành thấy sao? Thành nhìn Chuẩn và Cảnh. Xin nhường để bạn Chuẩn và bạn Cảnh là hai bộ máy nhớ nhất lớp của chúng mình cho cảm tưởng trước. Chuẩn bịm cười. Cảnh ít tuổi nhất nhóm nhanh nhậu nói học thuộc tên các vua, tên sông, tên núi, tên các kinh đô thành phố lớn có khó chi. Thầy nêu gương hai người trên lớp đàn anh là mẹ của thầy để chúng ta phải học thuộc bài. Thành mắt buồn buồn lơ đễnh. Các anh ấy đã học lên được lớp cao, thuộc lòng được nhiều pho sự ký, pho địa sư của nước Pháp. Biết nhiều càng quý không sợ thừa. Tiếc là hai anh ấy lại quên mất lịch sử nước nhà, chẳng nhớ nổi tên các con sông các trái núi ở quê hương mình lá cờ tây ba sắc ngạo nghễ trên nóc tòa khâm phủ bóng đen xuống gương mặt kinh đô huế u buồn những đám người quần áo nâu sòng và sắc màu thanh nhã lũ lượt bưng lễ vật đổ về các chùa lớn chùa nhỏ dự lễ phật sinh trên đường về chùa hành lễ người dân huế vừa nói chuyện cúng bái kinh kệ vừa kháo nhau về chuyện siêu cao thuế nặng. Thuế ruộng đang thu bằng thóc, mỗi mẫu quy ra tiền là 7 quan ba đã tăng lên 10 quan thu thuế. Bà con nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đứng lên rồi. Họ bao vây huyện đường, đòi bỏ siêu, giảm thuế, bỏ lệnh bắt sâu. Nguyễn Tất Thành nghỉ học nhân ngày Phật sinh. Thành đi chùa xem lễ. Anh nghe được nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong cảnh bị vạc thịt đẽo xương cuộc nổi dậy của người thừa thuyên Huế kéo dài đến ngày thứ tư thì bị dập tắt. Nguyễn Tất Thành bị cảnh sát săn đuổi. Anh phải sống ẩn náu trong nhà một vài người bạn học mà cảnh sát và nhà trường không để ý tới. Thành được anh Đạt và một số bạn hàng ngày đem cho những tin tức mới ở trường. Thầy Lê Văn Miến và một số thầy Việt phản đối việc đuổi và bắt học trò làm giấy đầu thú. Viên khâm sứ Nguyên có biết thầy Mến tại Paris đã nhiều lần mời thầy sang tòa khâm chơi, nhưng thầy từ chối. Thậm chí mỗi lần y đến trường quốc học, cố ý để gặp thầy lấy Văn Miến, ông đều tránh mặt y. Lần này, để lấy lòng thầy Mến, y đã miễn tội cho những học sinh tham gia vụ biểu tình chống bắt phu giảm siêu thuế của bà con nông dân thừa thiên Huế nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn phải làm tờ thư nộp cho hiệu trưởng và đi theo hiệu trưởng đến tòa khâm để cam đoan từ nay về sau không được làm việc gì gây tổn hại đến sự nghiệp của nhà nước bảo hộ. Đạt đưa thầy Lê Văn Miến đến gặp Thành. Thầy Miến chân thành nói, trước ngày đi Bình Khê nhận chức, quan phó bảng có dặn thầy, hãy vì tình bằng hữu giúp tôi trong việc chăm sóc các cháu Đạt cháu Thành, đặc biệt là cháu Thành, học tới Thành Trung nếu quan phó bảng không gửi gắm thì thầy vẫn làm phận sự ấy với hai trò. Thầy rất quý cái tâm, cái trí sáng của trò. Thầy muốn trò chịu nhẫn nhục để học cho tới bằng thành chung rồi trò sẽ tự quyết con đường sống của mình. Thưa thầy, Thành nói tự tốn. Con không lỗi đạo thầy trò. Vừa qua con hành động đúng, con đã có năm ba chữ biết suy nghĩ. Con sang tuổi 18 rồi, con không thể thờ ơ trước việc đồng bào mình bị trà đạp, phải đứng dậy đòi được quyền sống, con biết ơn thầy muốn giúp con được tiếp tục học đến đầu đến đũa ở cái trường này, nhưng mà thưa thầy, con cam chịu bị đuổi ra khỏi trường chứ không thể tự trói mình nộp mạng cho tòa khâm. Thưa thầy, đạt nói, vừa rồi công tôn nữ huệ minh gặp con cho biết mẹ đã gặp vợ ông khâm sứ nhờ xin cho thành được trở lại tiếp tục học do vậy mà tòa khâm mới có cái đặc ân gửi sang trường. À, thầy giáo miến hơi cúi đầu vẻ ngạc nhiên. Thì ra đằng sau cái việc tòa khâm cho trò Nguyễn Tất Thành được trở lại trường học còn có. Thưa thầy, giọng thành đanh lại, lão khâm sứ đã dám chia bàn đầu thú viết sẵn ra trước mặt Đức Vua Thành Thái giữa lúc vua bước ra khỏi Hoàng Cung lên được đi đầy. Đức Vua đã ném cái tờ giấy nhục nhã ấy xuống đất, ngẩng cao đầu, buôn dân nô lệ từng đàn vui chơi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Thưa thầy, vừa ung dung đi đầy, không quay trở lại ngồi trên ngai vàng nô lệ. Cái ghế học trò, con yêu nó như yêu cái thềm nhà, in dấu vết con tập bò tập đi, nhưng còn không thể chịu nhục ôm cái ghế để có mảnh bằng thành trung. Thầy hiểu cho lòng con. Tất thành, con đừng nói thêm một lời nào nữa thầy Lê Văn Miến hai bàn tay bưng lấy mặt nói con hãy đi đi theo tiếng gọi của lòng con thầy và vị thân sinh của con thầy giáo Lê Văn Miến nghẹn ngào nuốt trở vào những lời ông chưa kịp nói ra ông từ biệt Nguyễn Tất Thành người học trò đã để lại trong tâm trí ông cái ấn tượng như con số một đứng ở đầu hàng số dài vô tận đạt đi tiễn thầy Miến rồi về quán chỗ ao hồ Lúc trở lại vẫn thấy Thành ngồi trầm ngâm như pho tượng Anh An ủi em Nếu không còn ở lại Huế nổi Thì em vô bình khê với cha Hoặc em về nghệ an với chị Thanh Em nghĩ ngợi nhiều có ích gì Không nghĩ sao được anh Bao nhiêu người tay mắt của đất nước Lần lượt bị giết, bị hạ gục Hoặc đi đầy côn lôn lao bào Còn nữa thì lại nuốt hận Coi việc nước mình mất cho Pháp Là điều không tránh khỏi Thầy Biến nói cũng có phần nào đúng chứ em anh bảo có phần đúng là những phần nào? Chúng mình đi đến đâu cũng thấy người Pháp, họ đều nắm quyền cai trị, cai trị từ vua cai trị xuống. Chúng mình học đọc sách, thấy nước Pháp họ văn minh, thứ gì họ cũng hơn hẳn nước mình. Nước lớn ức hiếp nước bé, kẻ mạnh bắt nạt người yếu, thời nào cũng vẫn có chuyện đó em ạ. Điều anh nói là hoàn toàn đúng, nhưng em thấy nếu cuộc đời chỉ quay có một chiều, lớn thắng bé, mạnh được yếu thì nhân loại từ xa xưa tới nay chỉ có lăn theo cái trật tự ấy. Trái lại dân tộc ta nhỏ mà đã thắng nhà Hán, thắng nhà Tống, thắng nhà Nguyên, thắng nhà Minh, thắng nhà Thanh. Tổ tiên đã dám đánh thắng kẻ thù dân tộc lớn mạnh hơn mình gấp bao nhiêu lần. Lẽ nào ngày nay lại không có ai dám đương đầu với quân Pháp cường bạo? Đạt ngồi lặng, nhìn hai bàn chân em luôn luôn xê dịch trên đền nhà. Anh hỏi em một cách đột ngột. Thế em định thế nào? em rời khỏi huế ngay hôm nay em đi đâu em đi lần vô miền trong để làm gì em còn muốn đi xa nữa đi để biết để học để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình nước mình em đã nghĩ kỹ chưa từ lâu em đã tìm đã lựa chọn cho mình một hướng đi anh ạ à. em đã quyết thì hành anh học hết niên khóa này anh cũng sẽ chọn một hướng sống hợp với mình hai anh em nhìn nhau mắt ướt ngoài vườn khuya, tiếng chim rời rạc vọng vào như từng giọt lệ rơi cuốc cuốc. Gió, một loại gió nóng từ bên kia trường sơn tràn xuống dữ dội. Nóng, cái nóng như lửa bốc vây hãm cả bốn thành kinh đô. Mặt trời như một cái vung lửa úp xuống Huế, Huế ngột ngạt. Nguyễn Tất Thành xài bước trên đường phố nóng gian. Anh thấy bầu trời Huế, mặt đất Huế thành quách cung điện đền đài huế quay tít trong đám lá bụi mịt mù anh cảm thấy mình đang như một chiếc lá rời khỏi cành cây bay trong gió cuốn anh rời khỏi huế anh đi theo một nhóm người quảng ngãi đi bán kẹo mạch nha và mua kẹo mè sừng đưa về quảng ngãi bán cuộc hành trình ngày đầu tiên qua được lăng cô người xa ít lái ngựa rẽ vào một làng nhỏ dưới chân đèo mọi người xuống vào việc cơm nước trước khi trời tối Ông Già Ích cho ngựa ăn thóc uống nước, Thành lấy liềm giọt đi cắt cỏ cho ngựa. Cả nhóm lái kẹo ngạc nhiên. Ờ cậu ấm, sao cậu ấm lại đi làm cái việc ông Già Ích răng lấy cái liềm trên tay Thành, Thành phải nói rõ ràng, tuy là học trò con nhà quan nhưng từ lúc còn bé ở với bà ngoại tôi đã quen những việc như thế này rồi." "Quý hoa quá, quý hoa quá." Qua một đêm ngủ bên đèo mây, tất Thành thấy sảng khoái như ở quê nhà hình ảnh những người thân ở quê nhà biện diện trong tâm hồn anh. Con ngựa ô kéo cỗ xe lên đèo Hải Vân, chân trõi phía sau, toàn thân dướn lên phía trước, cái đầu lắc lư, bộ bẩm đen mượt phập phồng, cổ dâm dấp mồ hôi. Thành thương con ngựa kéo nặng, có lẽ ta xuống bớt, đẩy xe đỡ cho ngựa một chút. Khỏi, ông xã ích nói, sức ngựa ô khỏe dai lắm, kéo chừng này chả thấm tháp gì với sức của nó vì lên dốc nó phải giáng sức chút xíu ạ à. gặp phải buổi trời mù đèo hải vân chìm trong mây trắng Đã vừa lắng nghe phần 12 tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.